nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời mình đã một thời chắc chiều. Trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo những một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Rồi anh nói ra em đó hiểu được cái gì, anh đã buồn đã khổ vì ai và từ bao lâu rồi. Cho mãi đến ngày hôm nay, đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn cầm cầm theo ngày tháng đành. Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ, anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Dẫm chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm nín nghẹn lời. Anh với em không cùng chung máu tình, và nên em không phải là khách Thiên Kiều. Anh chú sao? Thật vậy sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. Mười bảy năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh ơi.